Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn một dịch vụ mới tại di động cao cấp.vn chúng tôi. Đó dịch vụ thay mới loa ngoài của điện thoại Samsung Galaxy Note 3 Neo N750 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Ở những video trước thì di động cao cấp.vn đã giới thiệu các bạn các cái linh kiện, các dịch vụ khác liên quan đến Note 3 Neo. Thì qua video này, di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn hướng dẫn thay cũng như dịch vụ thay mới loa ngoài của điện thoại Samsung Galaxy Note 3 Neo tại di động cao cấp.vn. Để tránh mất thời gian quý vị các bạn thì mình đã tháo rời hết cả các linh kiện của điện thoại Samsung Galaxy Note 3 Neo ra, như ví dụ như ốc hay như bảng mên chẳng hạn, thì mình đã tháo rời ra để các bạn có thể thấy được cái phần loa ngoài của Samsung Galaxy Note 3 Neo nó như thế nào. Thì trên tay mình đây là cả cụm xương của điện thoại Samsung Galaxy Note 3 Neo với phần loa ngoài được hàn chết trên xương như các bạn thấy trên hình. Khác với hoàn toàn với các đời trước của Samsung Galaxy Note, ví dụ Note 1 hay Note 2 thì cái phần loa ngoài được tách rời trên xương chứ không dính trên xương như là Note 3 hay Note 3 Neo này. Đó, đây là Note 1. Đó, xương của Note 1 thì phần loa ngoài tách rời này rất là đơn giản này. Nó không liên quan gì cái xương. Đó, loa xương. Nó không liên quan gì. Còn với Samsung Galaxy Note 3 Neo thì phần loa ngoài lại được hàn chết từ cái xương này, do đó khi lỗi loa ngoài bị dè, nghe nhỏ, nghe chập chờn hay mất loa ngoài thì buộc phải thay cả cái xương này, không thể tách rời cái phần loa ra được, vì khi tách rời cái phần loa này thì nó sẽ bị hiện tượng dè, nhỏ, nghe chập chờn, nhất là khi cái lớp keo dính lại và dùng thời gian khoảng 1 tháng là lại bị bong ra và dẫn hiện tượng loa không nghe được, nghe dè, nghe nhỏ, rất là khó chịu. Trên tay mình thì đang cầm hai xương của Note 3 và Note 3 Neo. Đây là của Note 3, Note 3, còn đây là của Note 3 Neo. Nó khác nhau về cấu tạo thì nó tương tự giống nhau, nhưng còn cái về cách bố trí cũng như là các cái kết cấu bên trong thì lại hoàn toàn khác so với cái phiên bản hai phiên bản này khác nhau hoàn toàn. Các bạn thể nhìn qua các bạn sẽ thấy đó, cấu tạo giống hệt nhau nhưng lại khác nhau. Đó, khác nhau như thế nào? Ở trên cái xương này các bạn thể thấy đó, đây nó có 4 lỗ là của Note 3, còn chỉ có 2 lỗ đây thì là của Note 3 Neo. Thôi mình không lan man nữa. Khi khách hàng gặp các lỗi sự cố liên quan loa ngoài không nghe được thì hãy mang đến di động cao cấp.vn, các địa chỉ của di động cao cấp.vn để thay mới cái phần loa ngoài của Samsung Galaxy Note 3 Neo với giá cực kỳ hấp dẫn, nhanh chóng. Các bạn chỉ chờ trong 10 phút có thể lấy ngay. Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1, tức là trong quá trình sử dụng sau khi thay mới thì 3 tháng khách hàng có vấn đề gì là cứ mang đến di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ đổi mới luôn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới loa ngoài điện thoại Samsung Galaxy Note 3 Neo, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý khách hàng cách khắc phục lỗi sự cố liên quan điện thoại Samsung Galaxy Note 3 Neo nói chung và sự cố liên quan loa ngoài của Samsung Galaxy Note 3 Neo nói riêng. Mình nói thêm một chút nữa thôi để các bạn đỡ mất thời gian là cái phần loa ngoài này của Note 3 Neo nó sẽ có hai cái chân đồng, các bạn thấy đấy, sẽ tiếp xúc với hai cái lẫy đồng này trên cái cụm cáp mic chân sạc của Samsung Galaxy Note 3 Neo N750. Do đó khi quý khách hàng thay mới thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến các linh kiện khác, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, 100% không ảnh hưởng đến các linh kiện khác. Đó, rất đơn giản này thôi, thay mới là xong, khắc phục xong lỗi của loa ngoài Samsung Galaxy Note 3 Neo. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới loa ngoài điện thoại Samsung Galaxy Note 3 Neo tại di động cao cấp.vn.